Wow, mọi người, hai mẹ con mình vừa đi mua sắm, mua mấy đồ linh tinh về này. Bên này cho Đông Côn đi cắt tóc nữa. Thời tiết bây giờ đang có tuyết rơi. Mới rơi được có mấy hạt thôi. Đông Côn đi cắt tóc phải đẹp trai chưa? Ôi gió. Bây giờ sau khi mua đồ xong thì mình với lại Đông Côn sẽ vào một quán ăn. Hai mẹ con mình ăn trưa rồi mới về. Tại vì vừa nãy Đông Côn nó kêu đói đấy. Chưa đến 12 giờ cho nên là quán hôm nay rất là vắng này. Có hai mẹ con mình là đến đầu tiên. Bây giờ mình sẽ xem cái menu của cái quán này. Lần đầu tiên vào ấy, tại vì đi qua thấy có cái mùi thơm thơm. Thế là Đông Côn bảo là con thèm ăn. Đây là thực đơn của bữa trưa. Mình với lại Đông Côn hai mẹ con mình sẽ gọi cái món đùi gà rán đó. Đó, 7.000 won một suất này. Sau một thời gian chờ đợi thì bây giờ cái món ăn của hai mẹ con mình ra rồi này. Đông Côn bảo nhìn rất là hấp dẫn. Tại vì cái da gà đó mọi người, người ta nướng kiểu gì mà ăn nó giòn giòn y như là cái thịt lợn quay ở Việt Nam mình đó. Nó mềm mềm. Chỗ này là một suất cơm trưa trị giá 7.000 won đó mọi người. Nó tương đương với khoảng 150.000 tiền Việt Nam. Có thịt gà này, một bát canh, đậu tương, cơm trắng với lại mấy món phụ nữa. Đó. Cái món này thì như là kiểu dạng mực khô nhưng mà cái loại phơi kiểu một nắng đó mọi người, một hai nắng đó. Nó mềm 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 xong người ta làm gia vị vào nhìn rất là ngon nhưng mà mỗi tội cay thôi. Còn cái món này thì y như là thịt lợn quay ở Việt Nam mình ấy, cái vỏ nó cứng cứng, nói chung là cũng ngon đó. Đông Côn ăn cứ khen ngon. Đó, mới cắt tóc về nhìn đẹp trai hẳn đi, mấy chiếc tóc nó dài xong rồi kiểu mình cũng bận ấy, không có thời gian cho đi được, thế là bảo hôm nay tranh thủ hai mẹ con đi, còn em Minh Chu thì ở nhà chơi với bố. Bây giờ Đông Côn đang ăn thử cái nước canh đậu tương xem như nào. Thế là thấy bà là khen ngon. Hôm nay chỉ có hai mẹ con ăn thôi, nó cứ làm sao ấy. Người ta cho mình cả cái lá vừng nữa này, nhưng mà mình không có ăn kèm. Ăn một thịt đùi gà thôi. Trong nhà hàng vừa nãy người ta bật nhạc hơi to cho nên mình đã cắt cái phần tiếng rồi. Bây giờ Đông Côn cũng đã ăn cơm xong, cứ khen ngon thôi, tại vì lạ miệng ấy. Hai mẹ con mình ăn xong rồi, bây giờ mới thấy mấy bàn ở bên kia có khách vào ăn. Tại vì hai mẹ con mình đến sớm đó. Bây giờ ra thanh toán rồi chuẩn bị đi về. Ôi mọi người ơi, bây giờ hai mẹ con mình đang trên đường đi về nhà này mà tuyết rơi này. Mình thì đang lái xe, còn bảo Đông Côn quay dùm mẹ ngoan. Thôi rồi. Wow. Tuyết rơi dữ vậy rồi. Ui. Mình sắp đến nhà rồi nhưng mà lái xe chậm chậm thôi. Không có dám đi nhanh. Lần đầu tiên mà ra ngoài chứng kiến cái cảnh này thế nào ấy. Mọi lần tuyết nó cũng rơi nhiều nhưng mà nó không rơi như kiểu như này. Như kiểu bão ấy. Bão tuyết. Ua không nhìn gì luôn. Trời ơi cái xe này. Đi kiểu gì này trời ơi. Ôm xong ngoài là trái vừa. Trời ơi mình không nhìn thấy đường gì luôn này. Con mắt thì đã kém. Ý là tụi còn muốn đi sâu vào rồi. Này nè. Đông Côn bảo là mẹ lái xe từ từ thôi, bảo ừ thủ nhanh đi rồi về chứ đường này tí nữa mà nó rơi khoảng thêm nửa tiếng nữa là trắng xóa. Mình lái xe là nó kiểu bị trơn á, rất là nguy hiểm. Wow. Wow. Đó mấy cái xe dựng ở ngoài đường mà nó đã phủ đầy rồi này. Rồi tuyết rơi này mà bác kia đang đẩy cái xe hộp giấy để mang đi bán đó mọi người. Đó, những người có tuổi ở bên Hàn nên là ai mà kinh tế khó khăn ấy. Đường về nhà xa vậy ta. Tốt cho kita. Hiện tại bây giờ mới có 3 giờ mọi người ơi, mà thời tiết nó tối om như này á. Kiểu này là mấy ngày đó.
mình về nhà rồi mọi người ơi. Trời ơi, đi thời tiết nó tuyết rơi nhiều, mình không muốn nhìn rõ, thế là đi chậm chậm. Xong. Minju đang làm trò này mọi người ơi. Vừa nãy hai mẹ con mình mới về nhà, bây giờ đang dọn dẹp sơ qua cho nó gọn gàng. Ở đây mình có mua được một ít đồ này. Đố mọi người biết đây là cái gì? Đó, to rộng chưa? Nhìn sơ qua là biết cái bồn tắm. Chồng mình bảo mình đặt cái này ở trên mạng đó, tại vì từ ngày mình chuyển nhà về đây này, cái nhà vệ sinh nó thì nó lại không có cái bồn tắm, cho nên là mình mới phát hiện được ở trên mạng người ta bán, cho nên mình mới mua. Rộng lắm. Một người đi vào là thoải mái. Đó, hôm nay là Đông Gơn với Minchu bảo là con sẽ sử dụng trước. Mình ấy nước ấy, nước ấm mình đây này, xong cho hai chúng nó ngồi. Tại vì bên này đang là mùa đông, bên này có dịch nữa, những cái nơi phòng tắm công cộng các thứ là người ta đóng cửa hết rồi. Mấy tháng trời chưa có đi được. Thế nào, hôm nay bảo mua cái này rồi làm ở nhà. Minchu vừa nãy ngồi giúp mẹ bao nhiêu lâu? Nhiều người không? Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái để ấy nước hay sao ấy? Chị cũng không biết. Đông Quân về nhà phát hiện đang ngồi chơi điện thoại này. Sao Đông Quân? Tắt điện thoại đi. Tắt điện thoại đi đấy. Suốt ngày ngồi điện thoại xong rồi. Hôm nay mẹ con cắt tóc cho đẹp trai chưa? Đi cắt tóc ở hiệu. Cái cô cắt tóc ấy, cô bảo là tuần sau mà tháng sau mà đi ấy, là cô ấy sẽ làm xoăn cho nó đẹp. Tại vì tóc con cu nhà mình nó thẳng, nó cứ tuột lên xuống nhìn nó không được đẹp lắm. Đó, hai anh em về nhà là choáng nhau một trận, thế là bây giờ mới làm hòa với nhau ấy. Minh Trừ thổi chóng hết cả mặt. Ở đây mình có mua được thuốc nhuộm tóc cho chồng mình này. Đó, cái thuốc nhuộm này thì nó là bằng thiên nhiên chứ không phải là những cái chất hóa học, cho nên là mình mua về để chồng mình tóc nhà tóc đỡ hỏng đó mọi người. Đó, tóc bạc hết rồi. Khổ thật. Bây giờ mình sẽ cho vào cái hộp này này. Bảo Minchu ấy vào đây. Minchu cầm cho mẹ đây. Mình mua của cái chị làm quán tóc đó mọi người. Xong rồi lại còn cho nguyên một cái hộp này này. Với lại một cái lược. Đó, bây giờ mình sẽ ấy vào đây. Cái này là cái số 2. Cho ít một thôi. Mình phải pha vào với nhau. 1:1. Cho hai cái công thức nó bằng nhau á. Nhưng mà mình làm ở nhà cho nên cứ làm qua loa cũng được. Anh Su là chắc phải tầm 3 tháng nay không có đi nhuộm rồi, cho nên nó tóc nó bạc nhiều ấy. Cái thuốc nhuộm tóc này á, là người ta làm cho khách ở quán luôn đó. Mình ra ngoài tiệm mình nhuộm á, thì ở bên Hàn bây giờ là như đàn ông ấy, nhuộm thì chắc phải tầm mất 30 cho đến 40 nghìn won. Mà mình mua cái hộp như này này là tất cả có bao nhiêu nhỉ? Hình như là 25 won. 25 won hay là 30 gì đó. Mà mình có thể dùng được nhiều lần, rẻ hơn. Với lại mình cũng biết nhuộm ấy. Ngày xưa làm ở hiệu tóc tầm hơn 1 năm thôi mà. À, bây giờ bảo Minchu ra gọi bố ra. Minchu, appa. Bây giờ đang bảo Minchu gọi bố. Chồng mình anh vác cái ghế ở đây này. Trời ơi, chồng mình những cao ngồi này mình nhuộm kiểu gì rồi. Đó, tóc trắng nhiều chưa? À, anh khen trẻ, trẻ đâu mà trẻ. Sáng ra lại nữa. Chúng mình ổn định rồi, bà mà đi xíu. Ý gắn đi. Ý gắn đi, ý mốt xô. Bà mà đi. Thả chí kêu. Ý gắn mốt xô, ý mốt xô, bà mà đi mà. Đang bảo là tuần sau cho Đông Gơn đi đi làm tóc xanh đó mọi người. Chồng với anh bảo nó làm tóc xanh. Là mình sẽ nhuộm cho chồng mình. Cứ khen là Đông Gơn cắt tóc đẹp trai. Đẹp trai. Chồng của chồng mình ngồi chỗ này cao này, mình đứng kiểu gì đó. Mà pha nấu một nốt pha à? 아빠 제가 멋있는 이유를 알려줄까요? 그 머리도 머리지만 얼굴이 받쳐줘야 그 살릴 수 있어요. 저 진심이야? 본받을 수 있어요. 진심이야? 네. Mình mua cái thuốc nhuộm này á, nó không phải là loại làm bằng hóa học, cho nên cái mùi nó cũng đỡ này.
오빠 3만 원만 받을게요. 항상 받아. 2만 원 들어오면 머리까지. 어디 어디 2만 원? 3만 원 썼네. 미용실 2만 원이야 남자는. 난 제 엄마 신 30,000원 정말 많아. 어제 오고 나 레고 20,000원. 머리까지. Những ngày xưa mấy cái năm đi làm tóc ấy, có ngày đứng ở quán nhuộm này. Ôi, gì này. Bảo, má. Tình dữ. Bố hết đi, bố Camera chứng minh một đi phụ nè. Tình dữ. Suốt ngày khen con đẹp không phải. Ô bà, xung đùn chai lên cho xe đùm hết bà. Ủa, đi kết thật. 이게 뭐 이렇게? 응. 왜? 이상해. 너무 거만해 보여요. 응. VIP 대접 받는 것 같아요. 그리고 이거 그렇게 해야지. 어머 나 일하는 사람 아니야? 응. 돈도 안 준 거면서 뭔 소리? 3만 원 줘요 그럼. 얼마? 3만 원 하나 간. 3만 원? 다 했어 벌써? 응. Cũng may là nó không có mùi hơi. Mình đang nhuộm xong hết rồi mọi người. Bây giờ chắc phải đợi khoảng nửa tiếng. Sau đó mình đi, chồng mình đi gội đầu. Mình lại mới nhận được một thùng hàng nữa này mọi người ơi. Đó, trời ơi. Đặt từ trước Tết mà bây giờ nó mới về. Đây là mọi người. Hôm nay mình đặt được một cân củ kiệu ở trên mạng, nhưng mà các loại kiểu người ta muối rồi ấy. Người ta muối như kiểu của Hàn Quốc chứ không phải là muối chua chua như ở Việt Nam. Đó, tí nữa mình sẽ cắt ra ăn thử xem là nó như thế nào. Ra siêu thị mấy lần mà nó không có. Cây bịch thứ hai chôm chôm. Tự nhiên lại thèm chôm chôm, nhưng mà hàng tươi ấy thì mình không mua được. Thế là mình thử mua các loại đông lạnh xem nó như thế nào. Tí nữa cho chồng ăn thử. Chắc là anh chưa được ăn quả chôm chôm bao giờ đâu. Nước. Tại vì kiểu như hàng đông đá rồi nó nhiều nước. Chồng mình vừa mới gội đầu xong. Hàng đông đá mà nó cũng ngon này. Hơi ngọt ngọt. Sao? Khăn gì rồi? Mô thải quá. Chợ mình ăn đang uống rượu này mọi người ơi. Cha cha. Trời ơi, uống rượu mà. Vâng. Từ xe. Cảm ơn. Pha bên nào từ xe. Đang chiều nó uống rượu với này chôm chôm. Một cân mà đó có cái này thôi mọi người ơi. Vừa nãy chồng mình anh xào cái này là cái dạng lòng bò đó mọi người, để nhấm rượu. Thế là kiểu nó hơi cháy một tí. Trời ơi, bây giờ nó cả nhà nó hơi cái mùi ấy. Hôm nay là thiếu hại ở chồng thôi. Tại vì mình không ăn cơm, ba mẹ con ăn rồi. Còn mỗi mình chồng mình ban ngày là làm việc nữa. Cật lực quá. Mình cứ bắt vào chôm chôm chồng mình ăn thử. Ừ, đúng rồi. Vậy có mua bát sứt? Mua bát tấu á? Đúng rồi đúng không? Ngày sẽ ăn rồi, ăn ở Việt Nam. Lâu rồi. Ăn phê rồi. Ừ, xịt rồi. Ninh tung. Gấp. Nhớ ngày xưa cái lúc mà mới sang Hàn mọi người, mình không có biết chỗ nào người ta bán. Thế là thỉnh thoảng đi ra ăn nhà hàng buffet. Thế là ăn cái này. Mời các bạn nhé. Cơn đây. Xin lỗi tuyệt vời. Ngon. Mới đầu mình tưởng hàng đông đá sẽ không ngon, nhưng mà nói chung là ăn tạm. Ăn theo đỡ thèm. Cái quả chôm chôm này mà mua tặng quả tươi á, mấy cái bạn ở bên Việt Nam mang sang, rồi các bạn ấy bán. Nhìn thì cũng ngon thật, nhưng mà đắt. Đắt gọi những gấp đôi, gấp ba. Như gấp ba, gấp bốn thì ấy. Cái này mình mua ở trên mạng có một cân có 8,000 won. Mà nếu mà mình mua cái quả tươi ấy, thì các bạn ấy bán mấy chục nghìn, thì là mình cũng mua.
Ừ. Vậy có chả mùng đấy. Mình đang muốn đấy. Quay sang quét. Đây là củ kiệu này mọi người, chồng mình ăn giỏi thật. Khá là rảnh không? Buồn gì cơ. Đặc kiểu. Đặc kiểu à đấy. Chưa bắt được. Mình đang cái tìm tên tiếng Hàn cho mình anh xem. Ăn nhà mấy nội người đồ ăn mấy hôm Tết cúng ấy là ăn cũng gần hết rồi nên bây giờ chán chả muốn ăn gì cả. Sáng hỏi chồng mình có ăn muốn ăn cái gì mình sorry có muốn ăn món gì không thì mình mua, nhưng mà không giờ chán không cần gì. Ăn nhiều nó ngấy ấy, như ở Việt Nam mình ăn giò chả bánh chưng rồi thịt các thứ. À, quên không khoe mọi người, hôm qua mình với Minchu Đông Quân thế là đi nhổ răng rồi, mình nhổ cái răng thừa bên bầm bên này, tưởng nó đau là mình cố gắng chịu đựng chắc phải 2 năm rồi, mỗi lần ăn cái đồ lạnh nó đau nên hôm qua làm sao rồi lấy hết dũng cảm thì nhổ nhưng mà nó không đau một tí nào, mà may hết lần trước nhổ một lần thì bị đau. Nên là bây giờ anh chị em nào mà đang có cái răng thừa này mà sợ như mình ấy thì cố gắng đi nhổ đi, tại vì mình không nhổ nó đau thì đau nó buốt lên tận não luôn. Sang nhất. Tôi gọi là gì đấy? Không có tôi gọi là gì? Rồi mình nói tiếng Việt mà hiểu. Mình đi nhổ và xong chồng anh mắng mình bảo có nhổ mỗi cái răng đâu mà không chịu nhổ, chịu đựng những 2-3 năm lúc này kêu đau. Giới YouTube chinh lần đầu không? Chinh cũng làm ăn à. Chồng mình đang bảo là từ ngày mình quay làm YouTube cái này, nhiều khi bạn bè buổi tối hay rủ đi uống rượu đi nhậu mà chồng mình không đi. Anh bảo là có phải ở nhà quay clip với vợ anh không đi. Tôi corona cả chờ thật. Mình lại cũng vì đúng dịch. Đúng chưa bảo. Bây giờ thời buổi này dịch các thứ mà đi ra ngoài nhậu nhẹt xong rồi tụ họp là cũng sợ lắm. Mình chả biết là người ta từ đâu đến rồi bị làm sao. Bản thân mình bị không dặn còn lây cho bọn trẻ này, anh chị em sợ. Chỉ biết là mình phải rửa. Nãy nhưng mà mua. Bật cái trắng này rồi. Bây. Súc tươi. Ôi chà. Chà đây có. Ồ. Trời ơi, mặn nay không trông mình ngon. Thế thì chừng nó muốn. Bún lật xe đến kìa. Đồng cân đều với tóc á. Thả xe một đồng là. À nhìn chơi là với tóc nhỏ. Nó. Với tóc là nhỏ đúng không? Trời ơi, mình cắn cái đũa bóc bíu cho mình lấy cái khăn anh tắt lau. À, vậy sao ta? Có sao? Có sao? Hai mày sao? Hai mày sao? Bài bài đi. Nó chắc của mình cười à. Thế là mấy đám tao thì mình cười mê chứ vậy. Nhà ngay gì đâu. Thôi hôm nay hạ vậy chồng mình quay nên cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ cho kênh của gia đình mình. Nhớ đăng ký và đừng quên bấm like. Xin dành cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye, ê tôi đi. Bye bye, bố chưa đó hả chẳng. Bye bye.